Các bạn chờ một chút nhé để thầy chuẩn bị một chút xíu. Cần phải ghi một cái tiêu đề để các bạn biết là học cái gì. Hôm nay học bài gì thầy? Rồi, thầy chào các bạn của lớp 4A. Thầy Kiên thân mến chào. Chào các bạn. Sao con? Thầy ghi đi. Xin kính chào các quý vị phụ huynh cùng các con học sinh trên cả nước và các bạn. Hôm nay thì Kiên livestream cái buổi học của lớp 4A để mời các bạn học sinh lớp 4 cùng học với lớp 4A toán thầy Kiên, bởi vì là nhận thấy đây là một trong những cái nội dung có thể nói là cũng khá là thú vị mà để có thể tạo nên những cái linh hoạt cho các bạn học sinh trong việc tính toán. Lớp 4A thì mình đã học một số kỹ thuật tính toán với phép tính cộng và trừ, thì thầy Kiên cũng đã trang bị cho các bạn cả về kiến thức cơ bản và các cái kiến thức các cái kỹ thuật tính toán thuận tiện với phép tính cộng trừ. Thế còn các kỹ thuật tính cơ bản về phép nhân các số tự nhiên ấy, thì các con đã được học ở trường ở trong chương trình sách giáo khoa rồi. Thì nó tương đối cơ bản và thầy tin là tất cả các con đều có thể nắm chắc được ở chương trình sách giáo khoa. Hôm nay thầy trang bị cho các con một số kỹ thuật để tính thuận tiện các phép nhân số tự nhiên. Thế đây chính là cái chủ đề mà hôm nay mà chúng ta sẽ học. Thì đây là một trong những cái chủ đề tương đối là quan trọng, tương đối là thú vị. Nó giúp cho chúng ta thứ nhất là giảm được cái đầu tiên ấy là mình được trang bị những cái kỹ thuật tính toán nhanh thì cũng có những cái thú vị hơn trong cái việc học hành, học tập môn toán. Cái thứ hai là nó giúp giảm thiểu những cái phức tạp. Đấy. Cái thứ ba là giúp cho mình có cái linh hoạt hơn. Đấy, và thông qua cái việc tính toán linh hoạt thì trí óc cũng phát triển tốt hơn. Và cái thứ tư là chúng ta bớt đi cái sự phụ thuộc vào máy tính. Đấy. Thì tất nhiên trong cái buổi thời buổi hiện nay thì máy tính bỏ túi ấy, Casio rồi là các cái máy tính bỏ túi rất là phổ biến. Nhưng mà không phải bao giờ chúng ta cũng mang cái máy tính đi, đúng không? Không phải bao giờ chúng ta cũng cầm cái điện thoại mở cái máy tính ra để bấm. Đấy, không phải. Mà trong đầu chúng ta lúc nào cũng thường xuyên xuất hiện những cái phép tính, thế thì mình cần phải trang bị cho mình khả năng tính toán nhanh và đặc biệt là tính nhẩm. Mà muốn tính nhẩm được thì cần phải có một phương pháp để tính thuận tiện. Đấy.
Ở trên kênh Toán Thầy Kiên ở các cái kênh ví dụ như là YouTube, TikTok hoặc là Facebook thì có thể nói là có rất rất là nhiều cái kỹ thuật, những cái mẹo tính tính nhanh, các phép cộng, trừ, nhân, chia. Tuy nhiên tất cả những cái kỹ thuật đó đều xuất phát từ những tính chất của phép tính, đều xuất phát từ những kỹ thuật mà hôm nay chúng ta sẽ học. Đây là những cái kỹ thuật, tức là đều xuất phát từ những cái nguyên tắc tính toán. Đấy. Thế thì mình nghiên cứu cái buổi hôm nay này thì mình sẽ hiểu sâu hơn là vì sao thầy Kiên lại có thể nhân các cái số nó theo một cái kiểu nó lạ như thế. Ví dụ thế. Thế thì chúng ta sẽ hiểu là vì sao. Rồi thầy Kiên đề nghị cô quản lý lớp học sẽ bắt đầu từ bây giờ, cô quản lý lớp học sẽ quản lý toàn thể lớp nhá. Thế các bạn cứ chú ý cho thầy ấy, là thứ nhất là các con không được tắt camera. Thứ hai là các con có thể giữ cái micro nó tắt, khi nào có ý kiến hoặc tương tác với thầy thì mình mới mở ra thôi nhé. Nội dung của buổi hôm nay là tính thuận tiện. Cái bài này là bài mấy các con? 30 ạ. Ui thầy, bài 30 ạ. À, bài 30 30 ạ. hả? 29. 29 hay 30? Dạ 30. 30 Đấy, ạ. 30. 30. Ta gọi là tính thuận tiện giá trị, tính thuận tiện phép nhân. Bài 30. Tính thuận tiện phép nhân. Hôm nay ta học phép nhân thôi, hôm nọ học cộng trừ rồi, phép chia hôm sau, nay học phép nhân thôi. Cái phép nhân thì mình vận dụng khá nhiều. Thế thì ở trên lớp ấy thì mình đã học những cái gì về phép nhân rồi hả các con? Bạn Quang Huy, bạn Trần Quang Huy cho thầy biết nào, về phép nhân các con đã học những cái gì rồi? Con em thầy Gì? Học những cái gì? Đã học phép nhân một số tự nhiên với số có một chữ số, có hai, nhân với số có hai chữ số, với ba chữ số chưa? rồi ạ, rồi ạ, À, rồi ạ, rồi. Đã học tính chất là giao hoán của phép nhân chưa? rồi ạ, rồi ạ, rồi Đã học ạ, tính chất kết hợp của phép nhân chưa? rồi ạ, À, đã học về nhân một số với một tổng chưa? dạ rồi ạ, rồi À, nhân một số với một hiệu chưa? rồi ạ, À rồi. rồi ạ, Vậy thì học những cái tính chất đó để làm cái gì? thông minh Thông minh à? để cho mình ghi nhớ những cái trong đầu Đúng rồi. để Chính là mình mình tư vận duy dụng tốt. nha, để cho mình vận dụng để mình tư duy tốt hơn này, tính thuận tiện hơn này, để tính thuận tiện các phép tính, các giá trị của các biểu thức. Đấy. Cái mục tiêu của các cái bài nó đều cung cấp cho các con các kỹ thuật, các kỹ năng. Đấy, để các con giải quyết các cái bài toán thực tế như thế này thôi. Sau này có bạn nào ấy mà làm cái công việc nào liên quan đến tính toán thì mình sẽ dùng rất rất là nhiều. Thế thì trước hết là để mà tính thuận tiện một cái phép nhân ấy, thì đầu tiên chúng ta có cái đầu tiên ấy là chúng ta có một số cái phép tính hay là phép nhân thuận tiện, tức là thầy tạm gọi đây là những cái phép nhân cơ bản nhất. Thì ví dụ đơn giản như thế này thôi. Cái thứ nhất là khi con nhân một số với 10, với 100, với 1.000, vân vân. Có dễ không? Easy. À, rất Yeah. dễ đúng không? Thầy lấy ví dụ. Ví dụ như là 1, 2, 3 mà con nhân với 100 thì bằng bao nhiêu? 1 2 3 0 0. 13.300. 1, 2, 3
1, 2, 3. 12.000 Không, ba không. 12.300. Đúng rồi. 1, 2, 3, 2, 0. Chúng ta chỉ việc nếu nhân với 100. 100 là số có 2 chữ số 0. Chúng ta sẽ viết 2 chữ số 0 vào cái số thừa số thứ nhất. Đúng không? Đấy. Và đọc nó theo quy tắc thôi. Thế giả sử như là, ví dụ như là 4 năm, mà 4, 5, 6 đi, mà nhân với 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? 456 000 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
rượu. Đấy, rượu. Như vậy ta chỉ cần viết bằng này chữ số 0 vào, bề nguyên bằng này chữ số 0, đặt vào phía sau của nó là xong. Đơn giản như vậy. Cái này thì rất đơn giản. Thế thì đấy là cái tính phép tính thuận tiện đầu tiên. Cái phép tính thuận tiện thứ hai mà mình hay dùng, mình hay lợi dụng nó nhất, đấy là các phép nhân như thế này. Các phép nhân mà để tạo ra cái kết quả bằng 10, bằng 100, bằng 1000. Đấy, thì nó có những cái phép nhân này này. Thứ nhất là 2 nhân 5 bằng 10. Đấy, bằng 10. Cái phép nhân 2 nhân 5 bằng 10 nó tạo ra kết quả bằng 10. Đấy, thế còn để tạo ra kết quả bằng 100 thì chúng ta có cái phép nhân là 4 nhân với 25. Đấy, bằng 100. 4 nhân 25. À, các bạn thử tính xem có đúng không? 4 nhân 25 bằng mấy? Đúng rồi, 100. À, đúng rồi. Thế bây giờ thầy có một cái phép tính là 8 nhân với 1000 bằng mấy nào? À, nhân với 125 bằng mấy nào? Thử tính xem nào. Tính đi. À? Tính đi xem có đúng không? Nó thử tính xem đúng không? Đúng không? Bằng bao nhiêu? 1000 ạ. À, bằng 1000. Chắc chắn là bằng 1000 tròn. Đấy. Nếu bạn nào tính mà không ra được con số 1000, tức là mình tính sai nhá. Thế thì đấy, hơn nữa, nếu như cứ phát triển như thế thì mình sẽ có tiếp 16 nhân với 625. Đấy, các bạn sẽ được con số là 10.000. Rồi, nếu như cứ tiếp tục theo quy luật như thế thì các bạn sẽ nghiên cứu quy luật này sau nhé. Bởi vì bây giờ chưa cần thiết lắm, thì các bạn sẽ được những con số rất rất là chẵn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì các bạn chỉ cần, đây 2 nhân 5 này, các bạn chỉ cần nhân kết quả này với 2 nữa, thành nhân với 2 và nhân thêm với 5 nữa. 2 nhân 5 bằng 10. Bây giờ con nhân thêm với 2 nữa, thành 2 nhân 2 bằng 4, 5 nhân 5 bằng 25. Như vậy là con thêm vào một thừa số 2 và một thừa số 5, con sẽ được 4 nhân 25. Rồi nhân tiếp với 2 và 5 thì mình lại được lại nhân với 10 nữa. Rồi nhân với 2, nhân với 5, đấy thì ta được 10.000. Tóm lại thế, tức là cứ thêm vào một thừa số 2 và một thừa số 5 thì mình sẽ có các kết quả rất rất là chẵn. Ta gọi là chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn. Đấy, đấy là cái những cái phép tính thuận tiện trong hầu hết. Đấy, trong hầu hết các phép tính thì khi vận dụng để tính thuận tiện, chúng ta sẽ áp dụng các cái này nhé. À, không phải hầu hết đâu, trong rất nhiều. Rồi, bây giờ ta sẽ đi cụ thể vào các cái kỹ thuật để tính thuận tiện phép nhân. Thế thì lúc nãy các bạn đều đồng ý với thầy ấy là chúng ta muốn tính thuận tiện, chúng ta muốn đầu óc thông minh hơn, thì chúng ta sẽ vận dụng các tính chất của phép tính. Nãy các bạn kể những cái phép tính gì ấy nhỉ? Những tính chất gì của phép nhân? Phép nhân có những tính chất gì? Tính chất gì? Tính chất kết hợp, tính chất giao hoán. Đúng rồi, chính xác. Đấy chính là những tính chất mà mình sẽ vận dụng để mình tính thuận tiện. Thế thì đầu tiên, cái kỹ thuật đầu tiên ấy, đấy là muốn tính thuận tiện phép tính nha. Thì chúng ta sẽ vận dụng tính chất giao hoán. Vận dụng tính chất giao hoán.
Thế ở lớp thì các bạn đã học rồi. Bạn nào nhắc cho thầy tính chất giao hoán? Tính chất giao hoán. À, ví dụ trường hợp thầy có A nhân với B nhân với C. À, thì ta có thể tính bằng cách nào khác không? C nhân với B nhân với A. C nhân B nhân A. Gì nữa? B nhân C nhân A. À, B nhân C nhân A. Đúng rồi. C nhân B. À, đúng rồi. Như vậy chúng ta có thể lấy A nhân với C trước rồi nhân với B. Rồi các bạn có thể thấy lấy B nhân C nhân A, rồi C nhân B nhân A nhân B, đúng không? Ví dụ vân vân thế. Đấy, chẳng hạn như là ta có thể lấy B nhân với C rồi nhân với A. Thế nhưng mà ở đây ấy, ví dụ như là B nhân với C nhân với A. À thôi được rồi, đấy, chúng ta đồng ý với cái các cái này và tí nữa ta sẽ đi vận dụng nó nhé. Thế thì để làm cái gì? Ví dụ như là khi các con muốn tính A nhân B nhân C đấy, thì quy tắc để tính cái phép tính này ấy, là các con có hai phép tính, hai phép nhân thì các con phải nhân theo quy tắc là từ trái qua phải, đúng không? Nó có một cái luật mà ta phải tuân theo, đấy là từ trái qua phải, tức là phải nhân A với B đấy, bên trái trước, sau đó lấy kết quả này nhân tiếp với C. Đấy, đó bước thứ hai. Tức là ta gọi cái này là gì? Là quy tắc tính từ trái qua phải. Nhớ nhá. Chứ không được nhân ngay à, nhân với B với C trước. Đấy. Tuy nhiên là nó có cái tính chất đó, tí nữa ta sẽ nói. Rồi, thế thì nếu như vận dụng cái tính chất này, chẳng hạn như ta tính cái phép nhân thứ nhất không thuận tiện, nó to, nó khổng lồ, nó không thuận tiện lắm, thì ta có thể vận dụng tính chất giao hoán. Chúng ta đổi chỗ phép nhân C cho cái phép nhân B này. Đấy, thì ta được là A nhân với C, rồi sau đó chúng ta nhân với B. A, nếu như cái đổi chỗ này mà nó thuận tiện thì mình áp dụng, đúng không? Thế thì thường chúng ta sẽ vận dụng trong một số trường hợp như thế này. Thì lấy ví dụ và ta sẽ làm cùng thực hành luôn cho thầy nhá. Thực hành 1, các con tính cho thầy một cách thuận tiện các cái phép tính sau đây. Tính thuận tiện. Chẳng hạn thầy có một phép tính là chẳng hạn như thầy có phép tính là 5 nhân với câu A nhé, 5 nhân với 1993 rồi nhân với 2. Nào. Đọc nào, khẩn trương nào, xem là tính kết quả của nó bằng bao nhiêu. Chắc. Các bạn thôi không cần chat đâu, mình trả lời luôn đi. 1993. Rồi, thầy nghe được rất khá là nhiều kết quả. Thế bây giờ thầy hỏi một bạn nhé, thầy hỏi bạn Phan Bách nào cho thầy biết nào. Muốn tính nhanh phép tính này con làm thế nào? Lấy 5 nhân 2 rồi bằng 10, rồi lấy 1993 nhân 10. À, cái phép tính đầu tiên không thuận lợi, cho nên chúng ta đi đổi chỗ các phép tính. Tức là ta thực hiện tính chất giao hoán, ta lấy 5 nhân với 2 trước, rồi sau đó ta nhân với 1993, đúng không? Đấy. 5 nhân 2 bằng 10 nhân với 1993. Và ta được kết quả là bằng 1993. Viết thêm số 0, tức là 19.930. Chính xác, rất tốt. Tiếp theo, chúng ta thử có một cái câu B. Câu B. Chẳng hạn như là thầy có phép tính là 25 thầy nhân với 2019 rồi nhân với 4 chẳng hạn, thì bằng bao nhiêu? Như đây là bằng 20190. Thầy là bằng 2001. 2001. À, thầy nghe rồi. 2001.900 ạ. Rồi, bây giờ thầy hỏi một bạn. Thầy nghe các bạn nói rồi, bây giờ thầy hỏi một bạn. Thầy mời bạn Đỗ Đông Hải cho thầy biết nào. Con sẽ làm thế nào để tính nhanh cái phép tính này? Con sẽ đóng ngoặc 25 nhân 4 á. Đóng ngoặc á?
đúng hoặc như thế nào? Vâng, hoặc 25 nhân 4 đúng không? Nhân với cả 2019 á. À, tức là con sẽ, nhưng mà 25 nhân 4 thế con đóng hoặc kiểu gì, đóng thế này à? Có phải không? À, con đưa nó Đó. trong ngoặc ạ. Đưa cái gì vào trong ngoặc? Đưa 25 nhân 4 vào trong ngoặc ạ. À, ở đây chính là con đã đổi chỗ phép tính nha. Nhân với 4 trước. Rồi sau đó con mới nhân với 2019. Và như vậy con đã thực hiện tính chất giao hoán hai phép tính nhân 4 và nhân 2019. Con hiểu không? Đấy. Thế còn, à tí nữa thầy sẽ nói nhân với 2019. Thế còn bây giờ có cần phải đưa cái phép tính này vào trong ngoặc hay không? Có cần phải đóng ngoặc không? Như thế này nhá. Khi con có một dãy tính nhân nhân, tức là chỉ có nhân hoặc thậm chí có cả chia nữa, thì nguyên tắc là con sẽ tính, con được phép tính từ trái qua phải. Có nghĩa là con thực hiện phép tính này trước. Đấy, một cách ngẫu nhiên, nghiễm nhiên là ta được phép. Thế thì ta không cần phải đưa nó vào ngoặc nữa. Bằng 100 nhân với 2019. À, bạn Đông Hải hiểu tại sao lại không cần phải đưa vào ngoặc chưa? Hả? À, Rồi ạ. hiểu chưa? À, ta được phép tính trước mà đúng không? À, đưa vào ngoặc chẳng à, đưa vào ngoặc là để ta xác định là cái biểu thức, à, tức là cái phép tính đó được ưu tiên tính trước. Đấy. Thế còn trường hợp này thì đương nhiên nó được tính trước, nó được ưu tiên, cho nên ta không cần phải đưa vào ngoặc nữa. Bằng 2019 viết thêm hai số 0 nữa thì ta được kết quả là 201.900. À, câu C các bạn tính cho thầy nhá. Ví dụ thầy có 8 nhân với chẳng hạn một số to khổng lồ đi, 1 2 3 4 5 rồi nhân với 125. Đấy. Rồi các bạn tính nhanh thầy xem nào. Chắc hay là nói thầy. Các bạn là thôi mình sẽ làm nhanh đi. Con thứ dậy làm bằng 1, 2, 3, 4, 5. 12 triệu 345 Bao nhiêu? 12 triệu 345. Cái gì mà kinh chắc rồi, con chắc rồi đấy thầy. À chat à, thầy thân nào? Các bạn chat cũng được, nhưng mà vì cái phép tính này mà chat thầy đọc kết quả thì nó hơi hơi nhiều. À bạn Trung Dũng đúng rồi. À, thầy hỏi bạn Anh Đức loay hoay. Bạn Anh Đức loay hoay cho nên thầy hỏi anh Đức con sẽ làm cách nào để tính nhanh được phép tính này? Con lấy 125 nhân cho 8 bằng 900. Sau 900. đó con sau đó con lấy 100 120 12.345 con nhân cho 900. 8 nhân với 125 là bao nhiêu? Dạ À. bằng 900. À đấy, chưa đúng. À, lúc nãy chúng ta có ba cặp, bạn Anh Đức nhớ nhé, chúng ta có ba cặp phép tính phù hợp, thuận tiện, cực kỳ thuận tiện. Đấy là 2 nhân 5 bằng 10, 4 nhân 25 bằng 100, 4 nhân với 25 nha. Và 8 nhân với 125 thì bằng bao nhiêu hả anh Đức? Bằng bao nhiêu? Dạ, ơi. Bằng 10 này. 4 nhân 25 bằng 100 này. Tôi nghe này. À, bằng 1.000 chứ không phải 900 nhá. Hiểu chưa? Thế thì nếu như các con nhưng mà anh Đức vừa lấy 125 nhân với 8, tức là con đổi chỗ các cái phép tính này. Đấy. Thế thì thầy có thể viết là theo thứ tự là bằng 8 nhân trước với 125 rồi nhân với 1 2 3 4 5. Bản chất của cái phép biến đổi này đấy là chúng ta vừa đổi chỗ cái phép tính nhân 125 đấy với cái phép tính này đổi chỗ, hay là ta nói cách khác là ta có thể lấy 8 nhân trước với 125 rồi nhân với 1 2 3 4 5 đấy, và chúng ta tính một cách cực kỳ thuận lợi bằng 1.000 nhân với 1 2 3 4 5. Đấy, kết quả chúng ta sẽ cần chỉ cần viết thêm 1 2 3 4 5, viết thêm 3 số 0 nữa là xong. Đấy, và ta đọc kết quả là 12 triệu 345.000 hết. Rồi.
Như vậy các bạn chú ý nhá, là trong đây là thầy chỉ đưa ra những cái trường hợp mà nó tính nó rất rất là thuận tiện. Đấy. Thế còn nhiều cách, nhiều cái phép tính khác nữa. Thầy lấy ví dụ như là nếu như mình có cái này này, chẳng hạn như là để xem nào. À, thầy lấy ví dụ như chẳng hạn như thế này. À, ví dụ các con có một cái phép tính là 5 nhân với ví dụ 3, 4, 5 đi. Rồi nhân với 4 chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Thế thì con có thể làm thế nào cho nhanh? Đấy. Con sẽ làm như nào cho nhanh? 5 nhân 4 với cả 345. 3 x 4 = 3. Đúng rồi, ta thấy là 5 nhân với 4, mặc dù nó không phải là những phép tính thầy vừa liệt kê, nhưng 5 nhân với 4 cho chúng ta kết quả là số chẵn chục, đúng không? Bằng 20. Đấy. Thế thì khi đó ta lấy 20, kết quả đó ta nhân với cái này, nó sẽ thuận tiện hơn. Như vậy nó sẽ bằng là 5 nhân với 4 rồi nhân với 345. Cái này là 20. Như vậy kết quả phép tính sẽ thành 20 nhân với 345 và bằng bao nhiêu nhỉ? 69. Không. Không. Đấy, 6900. Thế thì đây chính là vận dụng tính chất giao hoán nha. Tóm lại giao hoán là cái gì? Giao hoán tức là đổi chỗ các phép tính, đổi chỗ thứ tự các phép tính để đưa những phép tính thuận tiện đến gần nhau nha, đưa những con số thuận tiện đến gần nhau. Và đặc biệt chú ý cho thầy ba cái cặp số thuận tiện 25 này, 425 này, 8125. Đấy, ngoài ra thì hãy chú ý đến những cặp số mà cho ta có cho ta cái tích của nó có kết quả là số chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn, vân vân. Đấy là tính chất giao hoán. Tiếp theo mình sẽ vận dụng tính chất gì? Tính chất mình còn nãy thầy nãy các bạn nói là tính chất gì nữa nhỉ, thầy quên mất tên rồi. Tính chất kết hợp. Tính chất kết hợp, chính xác. Hai là vận dụng tính chất kết hợp. Vận dụng tính chất kết hợp. Tính chất kết hợp. Rồi. Thế bây giờ vận dụng tính chất kết hợp để làm gì? Và tính chất kết hợp là gì ạ? Ví dụ thầy có một cái như thế này. Thầy có cái phép tính là 2019 nhân với 2 nhân với 5. Đấy, ví dụ thế. Thế thì nếu như mà 2 nhân với 5. Ở đây các con thấy là 2 nhân với 5 cái phép tính này của ta ấy nó rất là thuận tiện. Vô cùng thuận tiện, đúng không? Có bạn tính luôn nha, bằng 2019 nhân với 2 nhân 5 bằng 10. Đấy, kết quả bằng 2019. Viết thêm số 0 nữa. Viết như thế này đúng chưa? Làm chưa. Như thế này đúng chưa? Chưa. À, bạn nào bảo chưa đúng đấy? Con Cát Tường. Chưa đúng phải không? Cho thầy biết nào. Vì sao con lại cho là chưa đúng? Bởi vì nếu mà mình nhân hai phép nhân, mình phải nhân từ trái sang phải, nhưng mà đây là nhân từ phải sang trái thì ta phải cho 2 nhân 5 vào trong ngoặc thì... À, bạn Cát Tường phát hiện ra một điều. Trong cách tính này cái bạn học sinh đó đã tính một phép tính không theo thứ tự. Quy tắc là gì? Ta phải tính từ trái qua phải, tức là lấy cái này này nhân với 2 trước rồi với nhân với 5, đúng không? Nhưng mà bạn lại lấy 2 nhân với 5 trước. Thế thì như vậy là bạn đã tính không theo thứ tự, trái với quy tắc. Thế nhưng rất may là nếu như bạn ấy biến đổi một chút xíu thôi thì bạn ấy có thể làm được cái điều này. Đấy là bạn ấy chỉ cần đưa cái phép tức là bạn lấy 2019 này nhân với 2 nhân với 5, bạn ấy áp dụng tính chất kết hợp, bạn nhân với mở ngoặc 2 nhân 5. Đấy. Chỉ cần viết thêm dấu ngoặc thôi thì bạn ấy được phép tính 2 nhân 5 bằng 10 và phép tính và cái biểu thức tiếp theo của bạn ấy là đúng. Đấy. Như vậy cái tính chất này người ta gọi nó là tính chất kết hợp. Tức là ta kết hợp hai phép tính nhân 2
và nhân 5 thì bằng nhân với một cái tích của chúng. Đấy. Một cách tổng quát thì chúng ta có một cách tổng quát này. Thì ta có là nếu như có A nhân với B nhân với C thì các bạn có quyền tính trước cái biểu thức này. Nha, tính trước cái biểu thức này. Nhưng mà trước khi tính trước nó thì phải đưa nó vào trong cái ngoặc đã. Đấy, bằng A nhân với mở ngoặc B nhân với C. Thế bản chất của cái này là gì? Muốn nhân A với từng số A, muốn nhân với B nhân với C, chúng ta có thể nhân với cái tích của nó. Được chưa nào? Muốn nhân A với B rồi nhân với C thì ta hãy nhân với cái tích của nó, nếu mà nó thuận tiện. Đấy. Cái tích này thuận tiện thì ta nhân trước, nhưng phải đưa nó vào trong ngoặc. Thế thì rất rất nhiều bạn bị trừ điểm. Đấy, bị trừ điểm ở chỗ này, không phải vì kết quả của bạn sai, mà vì các bạn đã làm tắt một bước nha, làm tắt một bước, cái bước thực hiện tính chất kết hợp này. Thế trong phép tính nhân, một cái dãy tính mà chỉ có phép nhân không thì khá là đơn giản, nhưng nếu có phép chia nữa mà chúng ta làm tắt thì chúng ta rất dễ dẫn đến sai. Vì vậy nên là các con không được làm tắt để khi mà trình bày nhé. Bây giờ các con hãy làm, chúng ta sẽ vận dụng tính chất này để tính thuận tiện. Thầy lấy ví dụ như này. Thầy có cái này thì chắc là đơn giản thôi đúng không? Cho nên là mình có thể là thầy xem có cái ví dụ nào nó hay không nhỉ? Thực hành 2 các bạn làm cho thầy nhé. Cũng là tính thuận tiện. Câu A là 1998 nhân với 25 nhân với 4. Nào, các bạn tính thật nhanh thầy xem nào. Có chat không thầy? Chat đi. Chat kết quả cho thầy. Nhanh vào. Thần trước. Bao nhiêu? Thầy hỏi một bạn nào đấy. Kết quả thì thầy nhận được một loạt giống như là một cái gì nhỉ? Thầy vừa nhận được một cái cơn mưa đáp số và tất cả đều đúng. Bây giờ thầy hỏi bạn Nhật An nào, Nhật An cho thầy biết con sẽ làm thế nào? Nhật An đâu rồi? Thầy ạ, con sẽ làm 25 âm nhân hơn 4. Con cứ thế con nhân vào ngoặc. Đưa vào ngoặc đây nhá. Rồi thầy làm tắt một cái bước, nó bằng cái này. Và sau đó ta nhân trước, đúng không? Bằng 100. Đấy. Đúng cái này đi. Người ta 199800. Đúng rồi, rất tốt. Chính xác. Tóm lại là như thế thôi. Cái này rất đơn giản. Như vậy ta vận dụng tính chất kết hợp để ta tính trước một cái phép nhân. Đấy, nó không nhất thiết phải đứng ở đầu, ở bên trái. Thế thì đấy là cái thầy có câu A mà không có câu B thì nó lại sẽ bị thiếu. Thôi câu B nào, bạn tính luôn cho thầy nhá. Giả sử thầy có cái phép ma tính là 347 nhân với 125 rồi nhân với 8 hả? Như thế. Bằng bao nhiêu? Đọc nhanh kết quả thì sao nào? 347.000. Kết hợp hai phép tính lại thành 125 nhân 8 bằng 1.000. Và lấy 347 nhân ta được 347.000. Chính xác. Bây giờ thầy có một cái phép tính nó phức tạp hơn một tí nữa. Nha, câu C này. Tạp nhá. 2 nhân 4 nhân 8 nhân 25 nhân với 5 nhân với 125. Đấy. Hơi dài dòng tí. Chắc rồi thầy. Chắc. Nào, làm cách nào để cho nhanh và kết quả cuối cùng là bao nhiêu?
Bằng bao nhiêu? Xem kết quả của các bạn nào. Thầy tiếp tục nhận được chưa phải là cơn mưa đáp số, nhưng mà có một bạn đúng. Tiếp theo. Bạn là Duy Anh làm lại đi. Thầy nhận được kết quả đúng của bạn là những bạn sau đây: Võ Thanh Liêm, Trần Quang Huy, Quang Kiệt, Nguyễn Khánh Hưng, Cát Tường, Nguyễn Minh Anh, Nhật An, Dương Trung Dũng. Đấy. Thế còn một số bạn thì chưa đúng lắm. Chúng ta nhìn thấy ở trong dãy tính này có khá nhiều cặp cái số, thầy hay gọi nó là cặp số thân thiện đấy, hay là cặp số mà nó rất thích nhau, khi mà đi với nhau nó nhân với nhau nó thành cái số chẵn, chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn. Ví dụ 2 này và 5, đúng không? 2 và 5 khi nó gặp nhau nó thành 10, rất là tròn trịnh. Rồi 4 và 25 đấy, khi gặp nhau nhân lại thành bao nhiêu? Thành 100. Rồi cặp thứ 3 là 8 và 125. Như vậy chúng ta có 3 cặp phép tính. Đấy, mà nó rất thuận tiện. Thế thì trước hết để tính nhanh biểu thức này, chúng ta phải đổi chỗ các phép tính. Để làm sao? Để cho các phép tính thuận tiện nó đến gần nhau hơn. Trước hết ta đổi chỗ. Đầu tiên là 2 nhân trước với 5 này. Đấy, một gạch nhá. Rồi đến 2 gạch nhân với 4, rồi nhân với 25, rồi nhân tiếp 3 gạch 8 nhân với 125, nhân 8 và nhân với 125. Đấy, đây ta gọi là thực hiện tính chất giao hoán nhá, giao hoán. Giao hoán. Đấy, hãy đổi chỗ các phép tính cho nó đến gần nhau. Tiếp theo là mình sẽ kết hợp từng cặp phép tính lại. Đó chính là bằng 2 nhân 5, thì cái này rất là đơn giản mà mình 2 nhân 5 được phép tính trước, không cần đưa vào ngoặc cũng được. Đưa vào cũng được mà không đưa vào cũng không sao. Đối với cái cặp này nó thuận tiện, nhưng muốn tính trước nó thì ta phải đưa nó vào trong ngoặc. Cặp này cũng thế, thuận tiện nhưng muốn tính trước thì phải đưa nó vào trong ngoặc. Đấy. Rồi, bây giờ ta tính trước thôi, 2 nhân 5 bằng 10 nhân với phép tính này bằng 100, rồi nhân với phép tính này bằng 1000. Ở đây thầy nói thêm về quy tắc thứ tự phép tính. Trong một cái dãy tính mà có các phép tính cộng trừ nhân chia và dấu ngoặc, thì đầu tiên chúng ta cần ưu tiên tính ngòm ngoặc trước nha. Các cái ngoặc này. Đấy. Rồi đến nhân chia, nhân và chia, rồi đến cộng trừ. Thế đây chỉ có nhân và ngoặc, thì đầu tiên phải ngoặc trước, sau đó với nhân. Và để thực hiện phép tính này thì ta chỉ cần viết thêm các số 0 thôi. 2 chữ số 0, 3 chữ số 0. Đấy, viết thêm vào. Như vậy kết quả của ta là bằng 1 triệu. Tròn trĩnh. Đấy. Các bạn hình dung được cái phương pháp này chưa? Thế bây giờ thầy có một cái khác một tí nhá. D. Chẳng hạn như là 4 nhân với 1997 nhân với 25 từ từ cái phép tính khác một tí đi. Thầy sẽ nhân nó với 4 nhân với 8 nhân với 1997 nhân với 25 rồi nhân với 125. Rồi các bạn thử tính nhanh thầy xem nào, kết quả của phép tính này là bao nhiêu? Có chắc không thầy? Chắc đi. Chắc. Nhiều.
Thầy nhận được một kết quả chính xác. Bạn Khánh Hưng đúng, bạn Quang Hà đúng. Bạn Thanh Liêm làm lại đi. Con chào thầy ơi. Bạn Quang Kiệt thử xem là Quang Kiệt xem đủ chưa? Đủ chữ số chưa ở Quang Kiệt? Bạn Cát Tường có vẻ như là Cát Tường đúng rồi. Trần Quang Huy đúng rồi. Thầy bây giờ thầy hỏi bạn Nguyễn Việt Dũng nào, con sẽ làm như thế nào để con đẩy nhanh đây? Việt Dũng nào. Thầy Việt Dũng nghe chưa? Bạn Nguyễn Việt Dũng đó rồi. Bạn Nguyễn Minh Anh là cho thầy biết nào, con sẽ làm cách nào? Con như thầy đầu tiên con lấy 4 nhân với 25 trước ạ. Con sẽ đổi chỗ các phép tính 4 đây 4 này, nhân 25 trước, nhất trí. Sao nữa? Xong rồi nhân với 8 rồi. Nhân với 8. 25. Nhân với gì? 125. Ở trong ngoặc ạ. Rồi, con kết hợp luôn. Tiếp theo. Con cuối cùng con nhân với 100 1997 ạ. Chính xác. Đấy, như vậy là bạn nào như bạn Minh Anh, bạn ấy đã đổi chỗ. Bởi vì bạn nhìn thấy 4 với 25 nó rất là hợp nhau. 8 với 125 cũng rất là hợp nhau, đúng không? Đổi chỗ cho đôi bạn hợp nhau đến bên cạnh nhau. Đấy. Và nhân. Rồi mình cho bạn nó ngồi cùng một bàn. Kết hợp lại với nhau. Cái này bằng 100. Cái này bằng 1.000. Và cuối cùng là nhân. Thì các bạn sẽ được kết quả. Thầy viết xuống dưới thì nó sẽ bị mất kết quả. Cho nên là thầy sẽ viết nhanh nhá. Kết quả cuối cùng là sẽ là 1997. Thêm 2 số 0. Rồi thêm tiếp 3 số 0 nữa. Như vậy nếu như bạn nào mà chỉ có 4 chữ số 0 thì đã ăn bớt của thầy đi một chữ số 0 rồi. Đây là có 5 chữ số 0 nhá. Đấy. Thế còn nếu bạn nào mà có 6 chữ số 0 đúng nhỉ? Thì tức là bạn ấy đã thêm vào một chữ số 0 nữa. Xong rồi. Bây giờ mình vừa vận dụng cái tính chất kết hợp. Như vậy các con thấy là đã đổi chỗ rồi, chưa đủ. Bạn Trung Dũng không nghịch trong lớp nào. Là Phan Bách không nghịch nào. Đã đổi chỗ các phép tính rồi, vẫn chưa đủ. Đúng không? Mà chúng ta có thể kết hợp. Đấy, để cùng một lúc có thể kết hợp nhiều phép tính với nhau. Đấy, và tạo ra những cặp phép tính. Những cái tích mà nó thuận tiện, phù hợp. Đấy, thì ta sẽ tính nó thuận tiện hơn. Đấy là cái vận dụng thứ hai. Cái vận dụng tiếp theo mà khi chúng ta đi tính toán nhanh ấy, thì thông thường chúng ta sẽ vận dụng cái tính chất mà các con lúc nãy các con thống kê là có hai cái tính chất, nhưng mà thầy gộp lại như thế này. Ví dụ như là mình có cái biểu thức là A nhân với B rồi cộng với A nhân với C. Đây là hai cái tích, hai cái phép nhân, hai cái tích cộng lại với nhau. Hai tích cộng lại với nhau. Thế thì chúng ta có thể hai cái tích này có chung thừa số A. Đấy, chúng ta phải đặt A làm thừa số chung. A làm thừa số chung và ta nhân với biểu thức còn lại là B cộng với C. Cái tính chất này thì mình học rồi. Đây chính là một số nhân với một tổng. Đúng không? Hay nếu bạn nào mà biến đổi theo hướng ngược lại. Thầy nhắc bạn Trung Dũng. Bạn Trung Dũng nghe thầy nói chưa? Đó, không được nghịch nha, tập trung vào học. Một số nhân với một tổng thì bằng số đó nhân với từng số hạng của tổng. A nhân với B, A nhân với C rồi cộng lại với nhau. Đấy. Thì cái này ta học ở trên lớp rồi, cho nên thầy viết lại công thức thôi.
Thế cái hướng này này, chúng ta gọi nó là hướng đặt, đặt thừa số chung. Đặt thừa số chung. Vì chúng ta nhìn thấy hai cái phép nhân A nhân B và A nhân C có thừa số chung A, nên ta đặt A làm thừa số chung. Đấy. Và ta che cái chung đi thì ta còn lại là B cộng C, chính là thừa số còn lại. Ta đặt A làm thừa số chung thì còn biểu thức còn lại. Thế còn cái hướng ngược lại, đấy, hướng ngược lại thì mình gọi nó là cái hướng khai triển. Khai triển. Cái từ này thì thầy nêu cho các con để nếu những trường hợp mà nghe đâu đó thì mình hiểu nhá. Khai triển cái này với cái tích một số nhân với một tổng thì sẽ thành số đó nhân với từng số hạng của tổng rồi cộng lại với nhau. Đấy, từng số hạng cộng lại. Thì cái tính chất này ấy, người ta có một cái tên gọi, đấy là vận dụng, đây gọi là tính chất phân phối. Phân phối, tính chất phân phối. Phân phối, đấy, cụ thể là phân phối của phép nhân với phép cộng. Thì thầy gọi như thế nhé. Ở trong sách giáo khoa thì các bạn gọi cái này là gì? Là một số nhân với một tổng, đúng không? Thế ngoài ra thì có một cái nữa, đấy là một số nhân với một hiệu. Bây giờ thầy lại biến đổi theo hướng ngược lại này. A nhân với mở ngoặc B trừ đi C. Đây là một số nhân với một hiệu. Bạn nào cho thầy biết là nếu mà chúng ta khai triển ra thì ta được cái gì? Khai triển ra ta được cái gì? Thưa thầy là A nhân B trừ A nhân C ạ. À, chúng ta lấy ta lấy A nhân với B rồi trừ đi A nhân với C bằng A nhân B trừ đi A nhân C. Còn tính chất này thì mình không phát biểu thì nó sẽ bằng lời nó sẽ hơi dài dòng. Tóm lại là A nhân với B trừ đi A nhân với C. Tương tự như trên, khác cái dấu thôi. Đúng không? Thì cái hướng này chúng ta cũng gọi nó là gì? Hướng khai triển. Khai triển. Nhà khai triển một cái tích của một số nhân với một hiệu khai triển ra ta được một cái biểu thức. Đấy. Thế còn theo cái hướng ngược lại thì sao? Hướng ngược lại, chúng ta có hiệu của hai cái tích A nhân với B trừ đi A nhân với C. Trong đó ta thấy A là thừa số chung. Nó có một cái thừa số giống nhau là A. Ta đặt A làm thừa số chung. Đặt A làm thừa số chung thì biểu thức sẽ còn lại nha. Ta che cái thừa số chung đi, B trừ đi C. Đấy, ta có biểu thức còn lại là B trừ C. Như vậy thừa số chung nhân với biểu thức B trừ C. Thì vận dụng cái tính chất này là khá nhiều. Đặc biệt là sau này chúng ta sẽ biến đổi các biểu thức. Chúng ta biến đổi rất là nhiều, vận dụng rất là nhiều cái tính chất này. Bây giờ ta không nghiên cứu kỹ về nó mà ta sẽ nghiên cứu về vậy thì ta sẽ làm cách nào để có thể vận dụng nó để tính nhanh các phép tính rồi một số cái biểu thức. Tính nhanh phép tính rồi biểu thức. Bây giờ ta tính nhanh biểu thức trước đi. Thầy lấy ví dụ như sau. Chẳng hạn thầy có một cái ví dụ trước nhá. Ví dụ như thế này, chẳng hạn như thầy có cái biểu thức là 3 nhân với 1992 rồi cộng với 3 nhân với 8, chẳng hạn thế. Đấy. Thế thì chúng ta ở cái biểu thức này ấy, nếu như để nguyên cái biểu thức này thì quy định trong thứ tự tính toán, người ta quy tắc tính toán người ta cho này này là đầu tiên ta phải, nó có các phép nhân và phép cộng thì đầu tiên chúng ta phải thực hiện các phép nhân trước cộng sau nha. Tất cả nhân chia phải tính trước, ưu tiên tính trước, tức là đầu tiên ta phải thực hiện phép nhân này rồi thực hiện phép nhân này. Đấy, ví dụ ta ra kết quả là gì đó, cái này ra kết quả gì đó. Rồi sau đó ta cộng hai kết quả này lại với nhau để cho ra kết quả cuối cùng.
đấy là theo quy tắc, đúng không? Thế nhưng chúng ta có thể tính nhanh nó thuận tiện hơn bằng cách là ta thấy hai cái tích này nó có thừa số 3 là thừa số chung, cho nên ta đặt 3 làm thừa số chung. Đấy, đặt 3 làm thừa số chung thì biểu thức còn lại sẽ là 1992 cộng 8. 1992 cộng 8. Đấy. Thế bây giờ cái thứ tự phép tính nó đã bị thay đổi đi rồi, biểu thức đã được thay đổi. Thứ tự phép tính bây giờ là chúng ta lại thực hiện trong ngoặc trước, đúng không? 1992 cộng 8 bằng 2000. Đấy, như vậy phép tính của ta còn lại là bằng 3 nhân với 2000 bằng mấy nhỉ? Bằng mấy? Khó quá, thầy chưa nhìn thấy. À, chưa nhẩm ra bằng bao nhiêu? 6000 này. 6000 ạ. 6000. Chính xác. Ừ, 6000. Chắc chắn là bạn nào cũng nhẩm được phép tính này. Đấy. Như vậy, đang từ một phép tính phức tạp, chúng ta biến nó thành phép tính đơn giản hơn. Đúng không nào? Bây giờ ta làm cho thầy một số bài thực hành nhá. Thực hành như thế này. Thực hành mấy rồi? Nãy là bài thực hành mấy nhỉ? 3 thầy. 3. Đây là bài thực hành 3 đúng không? 3. Ừ. Cũng là tính thuận tiện. Tính thuận tiện. Tính thuận tiện. Câu A các bạn tính cho thầy. Thầy thử xem có phép tính nào nó khó khó không nhá. Ví dụ như là thầy có phép tính là 31 nhân với 81 cộng với 31 nhân với 19. Rồi, các bạn thử tính cho thầy xem. Đây là một cái dãy tính mà mình cần phải tính thuận tiện. Dạ như thầy. Thử xóa cái bên này đi. Các bạn tra kết quả cho thầy. Dạ. Yeah. Thầy có một cơn mưa kết quả đúng của bạn Quang Hà, Trần Quang Huy, Khánh Linh, Cát Tường, Võ Thanh Liêm, Quang Kiệt, Đông Hải, Nhật An, Tuấn Kiệt, bạn là Ngân, Nguyễn Minh Anh, chính xác. Bạn Mỹ Vân đổi tên đi để thầy đọc cho nó đẹp. Các bạn đều làm ra kết quả chính xác và chắc chắn là các bạn làm cùng cách của thầy thôi, chứ không ai đi tính từng phép nhân cả, đúng không? Đấy. Có bạn nào tính ra phép nhân này, tính phép nhân này rồi cộng lại không? À, có ai tính như thế này thì giơ tay thầy xem nào. Theo đúng quy tắc tính toán, ta lấy 31 nhân 81, ta lấy 31 nhân 19 rồi cộng lại với nhau theo đúng quy tắc, đúng không? Mình phải làm như thế chứ, theo đúng quy tắc chứ. À, không thấy bạn nào giơ tay. Đúng rồi, rất là tốt. Bởi vì nếu mà có bạn nào giơ tay thì bạn ấy tính chưa nhanh. Chúng ta biến đổi cái phép tính này bằng cách đặt 31 làm thừa số chung nhân với 81 cộng với 19. 81 cộng với 19 bằng đúng 100. Đấy. Cho nên cái phép tính trở thành là 31 nhân với 100 bằng 31 không không. Đấy, 3100. Tốt. Câu B. Câu B. Giả sử như mình có phép tính là chẳng hạn như thế này đi. 1992 nhân với 1993 trừ đi 1993 nhân với 992. Ủa, rất to. Bây giờ ta làm thế nào? Rất rất là to. Đừng có sợ nhé. Đừng nhìn thấy phép tính to to mà sợ nhé. Kết quả vừa rồi của bạn Đỗ Đức Hải đúng rồi. À, bạn Võ Thanh Liêm, chính xác. Rất tốt.
Bạn Khánh Linh chính xác, Quang Hà chính xác. Bạn Trung Dũng làm lại đi con. Bạn Cát Tường chính xác, rất tốt. Bạn nào Việt Dũng có trong lớp không hả Việt Dũng? Việt Dũng có mic không? À Nguyễn Việt Dũng đâu rồi? Không trả lời thầy à? Bạn Nguyễn Việt Dũng đâu rồi? Nguyễn Dũng có mic không? Cả mở mic lên thầy hỏi cái sao nào? À, bạn Mỹ Vân chưa đúng. Mỹ Vân thử kiểm tra lại kết quả của con xem nào. Trần Quang Huy đúng rồi, chính xác, rất tốt. Bạn là Khánh Hưng đi đâu rồi? À Khánh Hưng. Bạn Phúc Nguyên, kết quả của con là bao nhiêu? À Phúc Nguyên. Chưa tính ra. Con chưa tính ra. Con định tính thế nào hả Phúc Nguyên? Dạ, con lấy nhân trước rồi trừ sau rồi. À, tức là con nhân 2. Con lấy cái này à? Con nhân với nhau à, đúng không? Rồi con lấy cái này con nhân với nhau à? Dạ. Có phải không? Dạ thầy. Xong là con trừ đi. Thế dạ. Thì to lắm. Thế thì vô cùng là phức tạp. Con có cách nào không? Khác không? Thử nghĩ xem nào. Chứ nhân thế này to lắm. Ừ. Ừ. Thế nào? Có cách nào không hả Phúc Nguyên? Dạ em không biết thầy. Không biết hả? Bạn Anh Đức chưa đúng. Quang Kiệt đúng rồi. Chúng ta có hai phép nhân nha. Và có chung một cái thừa số, đấy là 1993. Chung thừa số 1993, đúng không? Thế thì mình có thể làm được điều gì với cái thừa số chung này hả bạn Phúc Nguyên? Phúc Nguyên à? Mình có thể làm được điều gì? Dạ có gì. Hả? Ừ. Nếu mà nó thừa số chung thì sao? Ta làm gì? Chúng ta đặt thừa số chung, đúng không? 1993 làm thừa số chung thì còn lại cái gì nhỉ? Đặt 1993 làm thừa số chung này thì sẽ còn lại là 1992 trừ đi 992. 1992 trừ đi 992. Đấy, bây giờ thì Phúc Nguyên tính nó đơn giản hơn không? Hả? Tính đơn giản hơn không? Bằng bao nhiêu nào? Phúc Nguyên cho thầy biết nào. Con có thể nhẩm ra kết quả xem. Bạn Đông Hải đúng rồi. Bạn Duy Anh chưa đúng. Kết quả của phép trừ này bằng 1000. Như vậy biểu thức sẽ trở thành 1993 nhân với 1000 bằng 1993 và viết thêm 3 số 0 nữa. Đấy, như vậy ta có được là 1.993.000. Rồi, con tính mãi mới ra. Bây giờ ta làm tiếp nhá. Đây là bài thực hành 3 câu B câu C nào. Thầy có ví dụ như này. Ví dụ như là 1, 2, 3, 4 nhân với 99. Rồi con cộng thêm với 1, 2, 3, 4 nào. Thì bằng bao nhiêu? Các bạn hãy làm cho thầy. Các con tắt mic đi để tránh gây ồn.
thầy. Đúng rồi, chắc kết quả cho thầy. Bạn là Phúc Nguyên đã nghĩ ra cái hướng nào chưa con? Dạ chưa thầy. Chưa à? Bạn là Nguyễn Việt Dũng đâu rồi? Bạn là Đông Hải đâu rồi? Đông Hải có hướng nào chưa? Đông Hải có hướng nào chưa con? Sao thầy? Con đã có cái hướng để làm chưa? Con làm xong rồi thầy ơi. À, con làm xong rồi à? À đây rồi, thầy nhìn thấy rồi. Thầy vừa nhận được một cơn mưa nhẹ kết quả của các bạn Khánh Linh, chính xác, Quang Hà, chính xác, Đỗ Đông Hải, chính xác, Quang Kiệt, chính xác, Võ Thanh Liêm, đúng rồi. À, Đông Hải là người, à, không phải là người đầu tiên, gần đầu tiên. Bạn Nhật An, đúng rồi, Cát Tường, đúng rồi, Nguyễn Minh Anh, đúng rồi. Tiếp theo, thầy đang chờ kết quả tiếp của các bạn tiếp. Bạn Trần Quang Huy, kết quả của con đâu? Bạn Mỹ Vân chưa đúng. Bạn Tuấn Kiệt đúng rồi. Em đi vệ sinh được không ạ? Ừ, thật chưa. Bạn Anh Đức tính cái kiểu gì hả anh Đức? Anh Đức tính như thế nào? Anh Đức cho thầy biết nào. Thầy mời anh Đức nào. Tôi đang nghỉ ngay. Tuyệt rồi. Anh Đức cho thầy biết con đã tính như thế nào. Ừ. Con lấy 1234 nhân cho 99. Xong rồi con cộng hả? Cộng. À. À, như vậy là bạn anh Đức lấy 1234 nhân với 99 rồi sau đó bạn ấy cộng. Nếu con tính như thế này thì con đã bị chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà đồng thời vấn đề quan trọng là rất dễ bị sai. Đúng không? Thế thì con có một cái nhận xét gì không? 1, 2, 3, 4. Ồ, cái này cũng là 1, 2, 3, 4. Thế thì liệu là mình có thể tận dụng được cái điều gì ở đây? Lấy 1234 cộng 1234 thôi. Lấy 1234 cộng với cái này á? Không. Không được. Ở đây ấy, là lấy 1234 nhân 1 ạ. À, bạn Quang Hà đã nghĩ ra rằng lúc nãy thì cái quy tắc kết hợp của mình là gì? Cái quy tắc phân phối này là A nhân với B cộng với A nhân với C. Đấy. Thì nó mới có cái thừa số chung. Thế nhưng mà ở đây 1234 nó đứng lẻ loi một mình nó. Thế thì bạn ấy ghép nó với một người bạn rất là thân thiết, đấy là 1. Đúng không? Nhân cho nó nhân với 1. Thế thì nó sẽ trở thành phép nhân. Đấy, phép nhân. Như vậy các con chú ý như thế này nhá. Như vậy là ta có thể biến đổi 1234 thành 1234 nhân 1. Không thay đổi gì cả. Đúng không? Đến bây giờ chúng ta có hai phép nhân mà thừa số chung bằng 1234. Bây giờ thầy hỏi bạn Anh Đức này. Với cái phép tính mới này thì con có cách tính nào nhanh hơn không? Anh Đức, nếu như có cái phép tính này mới này, nếu có thừa số chung là 1234 rồi thì con có cách tính nào nhanh hơn? Bằng gì nhỉ? Ta có thể làm gì đây? Ta sẽ đặt thừa số chung 1234 làm thừa số chung nhân với 99. 99. Xong rồi nhờ cộng cho cộng với gì? Cộng cho 1234. Ừ. Đã mặc cái này làm thừa số chung. Đúng không? Đặt thừa số chung thì khi con xác định cái biểu thức còn lại ấy, thì con che nó đi nha. Che 1234 đi thì còn 99 cộng với gì đây? 1. Cộng với 1 thôi.
cộng với 1 thôi. Hiểu chưa nào? Rồi. À đấy, giống như này nhá, chúng ta đặt A làm thừa số chung này. Đấy, thì ta che A đi. Ta che A đi. Chúng ta còn là B cộng với C. Đấy. Bắt hiểu chưa? Đấy, cách để vận dụng như thế. Ý nghĩa của nó thì hôm sau nếu như các bạn chưa hiểu, thầy sẽ cho con một số bài toán đố để mình hiểu được ý nghĩa của các cái tính chất này. Tuy nhiên hôm nay thôi thì mình chỉ quan tâm đến phép tính thôi. Cái này bằng 100. Và như vậy phép tính thành 1 2 3 4 nhân với 100 thì kết quả bằng 1 2 3 4 0 0. Đấy, 1 2 3 4 1400. Thế em trả lời với thầy. À bạn Đỗ Đông Hải làm như thế nào nhanh hơn nào? Con Đỗ Đông Hải cho thầy biết nào. Nè 1 1 2 3 4 làm nhân với 1 luôn, con tự hiểu 1 2 3 4 nhưng mà cứ chẳng chơi như vậy. 1 luôn ạ. À. Không có lấy như vậy cộng luôn chứ không thêm nhân 1 như thầy nữa. Nhất trí. Tuy nhiên đây là một bước làm, nếu như không có cái nhân 1 này thì đây là một bước làm tắt nhé. Đúng không nào? Một bước tắt. Tiếp theo mình sẽ làm cho thầy một câu nữa. Đây là trừ trừ rồi. Thôi một cái dễ hơn nhá. Dễ hơn một tí nhá. Là chẳng hạn như là 2, 3, 4 nhân với 1993. À quên, thầy lại để cái dấu nhân này. Không có cái dấu gì hết nhá. À, trừ đi 234 nhân với 1000 à nhân với 992. Nhân với 992. Rồi, đấy, các bạn làm thử thầy xem nào. Nào, bây giờ đi xếp vào. Ây dồi, con được hành rồi nha. À, các bạn tắt mic đi, tắt mic đi. Các bạn mà không, các bạn mà không tắt mic là câu chuyện bí mật gia đình là sẽ bị lộ hết ở trên lớp học đấy. Trừ cho để chết lại luôn nha, để chết lại. Thầy nhận thấy kết quả của chưa có kết quả của ai à? Có kết quả rồi mà. Có chưa? Có rồi ạ. À, đầu tiên hay không? À, có rồi chứ. Như vậy là thầy có kết quả của một số bạn. Nhưng mà thầy thấy như là các con có vẻ như bị sai sai cái gì đấy nhỉ? Chẳng hạn như là à đâu, thầy nhầm. Quả sai đâu thế? Thầy chỉ có một kết quả đúng thôi của bạn Nguyễn Minh Anh. Còn lại các kết quả khác chưa chính xác. Chúng ta có hai phép nhân mà có chung thừa số 2 3 4 2 3 4. Vậy ta đặt 234 làm thừa số chung thì các bạn còn lại biểu thức là 1993 trừ đi 992. Đấy. Thế thì ta tính trước cái này nó bằng 1001 đúng nào, 234 mà nhân với 1001. Các bạn có biết tính cái này không, tính cái này tính nhanh không? Con biết rồi. Thành bằng 234 nhân với gì? 1000 cộng với 1
Đấy, thế cái kỹ thuật này này nhá, cái kỹ thuật này này chúng ta sẽ học ở cái tiếp theo. Đấy, chúng ta gọi là tách nó ra. Ta gọi là kỹ thuật tách một cái số, một cái số để chúng ta được một cái phép tính nó phù hợp. Và sau đó thì các bạn lại vận dụng tính chất phân phối ngược trở lại bằng 234 nhân với 1000 rồi cộng với 234 nhân với 1. Đây là thầy viết ra nó dài dòng như vậy thôi, nhưng mà thực tế thì khi tính nhẩm thì các con tính nhẩm rất là nhanh nha. Cái này chính là bằng 234 viết thêm 3 số 0 cộng với 234 và nó chính là bằng 234234. Đấy, đây là một con số lặp lại, lặp lại. Thế sau này mình sẽ gặp rất là nhiều con số lặp lại như này và nó sẽ là kết quả của 234 nhân với 1001, 1001. Thì sau này ta sẽ học các cái đặc điểm của những con số lặp lại như này. Đấy, và ta sẽ gặp để thầy thầy sao từ hai con gửi là 234 mà lúc mà con gửi lúc trước mà sao thầy lại là mình bằng với Minh Anh mà không có con à? À, thầy mới thấy kết quả của con sau. Con đúng rồi. Con gửi một cái. À, thầy nhận được thêm kết quả đúng của các bạn sau nhá. Sau khi bạn Nguyễn Minh Anh đúng thì thầy nhận được tiếp kết quả của bạn Dương Trung Dũng đúng, Tuấn Kiệt đúng, Võ Thanh Liêm đúng, Cao Quang Hà đúng, bạn Phan Bách đúng, bạn Cát Tường đúng, Quang Kiệt đúng, bạn Anh Đức đúng. Rất tốt. Rồi, thầy vừa nói là giả sử như 234 nhân với 1001, nếu mà tính bình thường thì cũng được thôi, khá là thuận tiện, không có vấn đề gì. Tuy nhiên chúng ta có thể vận dụng như vậy, ta có thể vận dụng cái trường hợp là một cái kỹ thuật ta gọi là tách một cái số, tách cái số này thành một cái tổng. Đấy. Và không chỉ có tách thành một cái tổng mà chúng ta còn nhiều kiểu khác nữa, thì đấy chính là cái kỹ thuật mà thầy sẽ dạy cho con ở trong cái phần tiếp theo này. Nãy là phần 3 rồi đúng không? Bây giờ là phần 4. Đấy là kỹ thuật tách. Kỹ thuật tách. À, thực ra thì thường thì người ta hay gọi là vận dụng các tính chất phép tính. Nhưng mà nói như thế nó cực kỳ là chung chung khó hiểu. Và nó rất là chung chung. Thế thì thầy gọi nôm na nó là tách ra, tách ra đúng không? Tách ra. Đấy, nôm na mình dễ hiểu hơn, dễ hình dung hơn. Đấy. Thế thì nó có mấy cái kiểu tách. Cái kiểu thứ nhất chúng ta có thể tách nó thành một cái tích, tách thành một cái tích, tích nha, tích tức là phép nhân. Đấy, thầy lấy ví dụ thế này. Thầy lấy ví dụ như các con thử xem là chẳng hạn chúng ta có cái biểu thức là có cái phép nhân là 24 nhân với 25. Đấy, bạn nào có thể tính nhanh thì xem nào. Có cách nào để tính nhanh không? Có cách nào? Con thầy lấy 2. Lấy gì? Lấy 25 tách ra thành cộng 4 cộng 5 xong rồi nhân với 24. À, các con coi tách 25 thành là 20 cộng 5 gì? Dạ. À, đấy là một kiểu. Thầy ơi, có một kiểu cách khác không? Con ạ. Nào, Minh Anh. Con đưa thầy là con lấy 24 trừ đi 20 còn 4 xong rồi lấy 4 nhân với 25 thành 100 xong rồi còn lại 20 xong rồi lấy 100 nhân với 20 đấy ạ. Rồi, như vậy là các bạn có khá nhiều kiểu tách. Ví dụ bạn Minh Anh tách là 24 thành là 20 cộng với 4. Rồi tất cả nhân với gì? Nhân với 25, đúng không? Và con lấy 25 nhân với 20, rồi cộng với 25 nhân 4. Không, thế này gì? Đúng không? Ý con là lấy 25 nhân với 4. Xong rồi, có nghĩa là lấy 24 trừ đi 4 thì còn lại 20. Xong con lấy 25 nhân với 4 thì được 100. Xong rồi nhân với 20. Nhân với 20 nữa. Đấy, thì thầy đang nói là con tách 24 thành là tổng này. Rồi con nhân vào thì con được là bằng 20 nhân 25. Và cộng với 4 nhân 25. Thế này gì?
đúng không? Tức là con lấy 4 nhân 25 này, rồi con lấy 20 nhân 25 này, sau đó con cộng kết quả lại, có phải không? Đúng không? Có đúng ý của con không? Đúng ạ. À đúng. Ừ. Thế còn hãy bạn nào lấy cái gì nhỉ? À có bạn thì lấy 25 cách cho thành là 20 cộng 5. Đấy, rồi con nhân với 24. Như vậy là con lấy 24 nhân với 20 hay là 20 nhân 24. Cũng tương đối thuận lợi thôi, không khó mấy. Rồi lấy 24 cộng 5. À 24 nhân 5. Rồi cộng lại với nhau. Đấy. Cũng được. Cũng được. Nhưng mà nó vẫn chưa thuận lợi lắm. Có cách nào khác không? Cắt tường. Có bạn nào nghĩ ra cách nào khác không? Ôi thầy nghĩ ra một cách còn nhanh hơn nhá. Các bạn có thể cách 24 cái 25 ấy, nó phù hợp với cái gì nhỉ? Đôi bạn của cái gì nhỉ? Ô, bạn số 4 ạ. 4. 4 lấy ở đâu ra cho nó? 24. Ừ. 24. Lấy bằng cách nào? Cách cái đấy ra. Cái nào đây? Cách thành là 6 nhân với 4, có phải không? Yeah, 6 nhân 4 bằng rồi nhân tiếp với 25. Ô như vậy là ta đã tách một cái số thành tích và nó chứa 4 bạn thân của 25 ghép cho nó, đúng không? Đấy, bằng mấy? Hả? Bằng mấy nào? 100. Đây ta tay lấy 4 nhân 25 bằng 100 nhân với 6 bằng 600. Như vậy các bạn thấy cách của ai nhanh hơn? Của thầy. Thầy nhanh hơn, đúng không? Thế thì đấy, chúng ta có thể tách nhá, có thể tách. Có nhiều kiểu, trong đó thì có những cách nhanh, cách chậm, vân vân. Đấy thì dần dần ta học thì ta sẽ thấy là à, mình áp dụng cách nào cho nhanh nhất là được. Đấy là thầy ví dụ thế, bây giờ chúng ta sẽ làm thực hành. Thực hành. À, thực hành mấy rồi? Bây giờ thực hành 4 à? À, câu A. Thầy lấy một số ví dụ khó khó một tí, thử thách các bạn. Ô, cái tài liệu của thầy đâu rồi? À, rồi, khó nhá. 4, 4, 4, 4. Cộng nhân với 25. Đấy, rất khó. Rất to. Thầy đang chờ kết quả của các bạn. Kết quả của Nguyễn Minh Anh chưa đúng. Bạn Đỗ Đông Hải chưa đúng. À, tuy nhiên là bạn nhận xét là khá là easy nhưng mà lại chưa đúng. Bạn Quang Hà, bạn Cát Tường Nhật An. Bạn Nhật An chưa đúng. Bạn à, bạn Nhật Nhật An chưa đúng, Cát Tường chưa đúng. Bạn Quang Hà đúng rồi. Bạn Phan Bách chưa đúng. Dương Trung Dũng chính xác. Anh Đức đúng rồi. Trần Quang Huy chính xác. À. À. Rồi, ta thấy 25 nó là đôi bạn thân của ai? Có 4 à. À, 4. Vậy làm cách nào để ta tách, ta lấy được một cái thừa số 4 cho nó nào? À, làm cách nào? Chúng ta sẽ phân tích 4 này thành là gì? 1111 nhân 4. Đấy. 1111 lấy ở đâu ra? Sao thầy lại tự nhiên thầy đọc cái con số đấy? Lấy ở đâu ra? Hả? À, thế chỉ cần lấy 4 chia cho 4 thì thầy được 1111. Đúng không?
À, và thầy đọc ra đấy giống như ảo thuật vậy, tự nhiên thầy đọc ra con số 1111 đấy, nhưng mà thực ra là thầy đã lấy 4444 chia cho 4 để được 1111. Như vậy đây chính là phép tách cái này thành là 1111 nhân 4 rồi nhân tiếp với 25, kết hợp nó lại chúng ta được 100 đấy. Và biểu thức thành là 1111 nhân 100 bằng 1111100, đúng không? Đó là 111. Yes. 100. Đấy. Yes. Thế thì những bạn nào mà ví dụ thầy hỏi bạn Phan Bách là tại sao con lại ra con số này? Tại vì con tính sai thầy. Con tính sai. À, đôi khi là ta nhẩm một cách ẩu. Đấy, cho nên là phải bị như thế nhá. Thầy lấy một cái ví dụ khác khó hơn một tí nữa nhá. Thầy có 25 thì nhân với ví dụ như này 1608 chẳng hạn. Úi dồi, đấy, phép tính cực kỳ lớn. Nếu chúng ta tính cái phép tính này thì nó sẽ rất là đau đầu. Liệu có cách nào để tính nhanh không? Hãy comment kết quả khẩn trương. Ô trật tự đi. Bạn nào đang khát đấy hả? Em học tiếng Anh mà thầy nhớ. Ừ. À, thầy nhầm bán cái này rồi. À, như vậy thầy có kết quả của Dương Trung Dũng, Quang Hà, Cát Tường, chính xác. Thầy hỏi bạn Tuấn Kiệt nào, cái hướng làm của con là gì? Con định làm như thế nào cho nó nhanh? À, Tuấn Kiệt nào, con định làm như thế nào cho nhanh hả Tuấn Kiệt? Mỹ Vân đã có hướng ra làm chưa? Chưa. Việt Dũng. Chưa. Chưa. Nhật chưa. An. Anh Đức đúng rồi, Tuấn Kiệt đúng rồi, Cát Tường đúng rồi. Nhật An có kết quả, có cái hướng chưa? Đông Hải chưa đúng. Có rồi. À, Nhật An cho thầy biết nào, con sẽ làm thế nào cho nhanh. Con lấy 1668 chia cho 4. Thì con được cái gì? Thì con được 402. À, con chia cái này cho 4 thì con được 402. Đúng rồi. Thế sau đó thì sao? Rồi sau đó con lấy 402 nhân mở ngoặc 25 nhân 4. À, 402 nhân với mở ngoặc là 25 nhân 4 cũng được. Con viết kết quả của phép tính này nó hơi lộn xộn một tí nhưng cũng không sao, bởi vì nó vẫn đúng. Tuy nhiên là chúng ta có thể là viết một cách cái thứ tự nó mình tạm gọi là nó không thay đổi lắm. Tức là con có thể lấy 25 nhân với gì 1608 chính là con tách ra thành là 4 nhân với 402, đúng không? Đấy. Rồi con nhân 25 với 4 bằng 100. Đấy, cái này 100. Rồi nhân với 402 thì con được là 40200. Rất tốt, chính xác. Đấy, như vậy đây là phương pháp chúng ta tách thành tích nha. Thế thì các con chú ý này, rất rất nhiều phép tính mà ta nhìn thấy một cái con số đấy nó phù hợp thì các con phải làm sao để tạo cho nó một cái thừa số. Ví dụ như là chúng ta cần 4 để ghép với 25 thì hãy tách nó ra, đúng không? Cần 4 để ghép với 25. Nếu mà có 125 chẳng hạn thì hãy tìm một con số 8, một thừa số 8 để ghép với nó thì nó sẽ thuận tiện. Đấy là phương pháp thứ nhất là tách thành tích. Bây giờ thầy có một cái ví dụ sau đây.
Thầy sẽ lấy một cái ví dụ như là nếu thầy có mà thầy muốn tính là 123 mà thầy nhân với 101 chẳng hạn. Thì lúc nãy các bạn tính thì các bạn có cách nào nhỉ? 123 nhân 101 thì sao? Thì ta có, làm thế nào? Có cách thầy. Bạn Anh Đức nói cho thầy nghe xem nào. Dạ. Bạn nào có cách nào nhỉ? Lúc nãy thầy có một cái chúng ta có một cái biểu thức. Quang Hà. Con thưa thầy là ta lấy 123 nhân với 100 rồi cộng 123. Lấy 123 nhân với 100 ở đâu ra 100 đấy? Hả? À, ở đâu ra 100? 101 tách ra. À 100 chính là 101 gì? 101 cộng với 1. À 101 bằng 100 cộng 1, đúng không? Như vậy con biến đổi thế này gì? Sau đó thì con sẽ áp dụng tính chất phân phối bằng 123 nhân với 100 cộng với 123 nhân 1. Đúng rồi, chính xác. Tức là bằng 123 không không được cộng với 123. Đấy, ta sẽ được là bằng 12423. Rất tốt. Thế thì lần sau ấy, đôi khi mình không cần thiết phải viết đầy đủ các cái biến đổi này, mà chúng ta sau này ta sẽ quen đi, ta nhầm à, cứ mỗi khi mà nhân với 101 thì ta đem nhân với 100 rồi cộng với một lần của chính nó, đúng không? Đem nhân với 100 cộng với một lần của chính nó là xong. Đấy, thì cái cách để mà ta biến đổi ta sẽ nhầm sau này là như thế. Bây giờ ta làm một số bài thực hành. Thầy cho một cái bài thực hành tiếp theo nhé. Thầy lấy ví dụ như thế này. Thực hành. Chẳng hạn các bạn cần tính cho thầy là 25 nhân với 6 nào. Bằng, à quên. Thầy là cái khác đi. Ví dụ khác nhé. Chẳng hạn như là 25 nhân với 9, bạn nào có thể tính cho thầy nhanh hơn, nhanh nhất bằng cách nào nào? Quang Huy giơ tay sớm thế. Em lấy 25 nhân 10. 25 nhân 10. Rồi, trừ đi 25 à? Trừ 25. À, bạn Quang Huy lấy 25 nhân 10. 25 nhân với 10 rồi trừ đi 25. Thầy nhất trí, đây cũng là một cách. Có bạn nào cách khác không? Không à? 25 nó hợp với cái gì? Có một cái số nào mà đôi bạn thân thiết của 100 con của 125? Con đã có cách khác. Em có cách khác ạ. Em muốn. Em có một cách ạ. À, đây 25 nhân với 9 thì đúng rồi. Có cách nào nữa? Có cách khác. Có cách khác. Ví dụ cách nào phải Nhật An? Con lấy ấy 25 nhân 4 hoặc 11. À 10 trừ 1 đúng rồi. Thì bản chất nó chính là cái này thôi. Tức là trước khi mà làm thế này thì bạn Quang Huy bạn lấy 25 nhân với mở ngoặc 10 trừ 1. Rồi. Thôi cái phép tính này thì lấy ví dụ thôi. Chứ thực ra thì ê, sau này các con sẽ có thể nhập được. À bằng bao nhiêu? Bằng 25, 250 trừ đi 25 bằng 200. 225 ạ. 225 ạ. 225. Tiếp theo. À, chúng ta sẽ tính cho thầy nhá. Ví dụ như là chẳng hạn 8 nhân với 126 xem nào. 8 nhân 126 bằng bao nhiêu? Nhanh 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 nhanh. Lấy 8 nhân 125 mà nhân 1. A cộng 1 thôi. À. Bạn Bách phát hiện ra 126 ấy nó rất rất là gần cái số mà hợp với 8. Cái số hợp với 8 là số nào nhỉ? Số 125 nào? Này. Đúng rồi, 125. Thế thì chúng ta sẽ tách 126 thành 125 cộng 1. Và áp dụng tính chất phân phối ta được là 8 nhân với 125 cộng với 8 nhân 1. Đấy, tức là cộng 8, đúng không? Cái này bằng chẵn 1.000. Đấy,
sau này ta nhầm rất nhanh 1000. Đấy. Rồi, có lẽ là như thế này. Thầy rất muốn là tiếp tục, nhưng mà cái thời gian buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc mất rồi. Cho nên là hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục rèn luyện các kỹ thuật này sau, tiếp tục. Ngoài ra ấy, thì chúng ta còn có thể tách. Đấy, tách thành là đấy, tích này, tách thành tổng này, tách thành hiệu. Cái này ta gọi nó là tách thành cái tổng nhá. Cái này ta gọi là tách thành tổng. Tách thành một cái tổng. Ngoài ra chúng ta còn có thể là tách thành một cái hiệu nữa. Đấy. Ví dụ như là các con tách một cái số thành một cái hiệu. Thế thì các con có thể nghiên cứu trước đi, rồi hôm sau chúng ta tiếp tục rèn luyện cái phương pháp này. Và vận dụng các cái quy tắc tính toán này để ta tính nhanh, ta tính thuận tiện trong các phép nhân. Thầy nhắc lại là hầu hết các kỹ thuật mà thầy cung cấp cho các con ở trên Facebook, YouTube và TikTok ấy, thì đều xuất phát từ những nguyên lý cơ bản là cái này. Đấy, đều là những cái này thôi. Và mình biến hóa nó đi, biến đổi nó đi để mình vận dụng làm sao cho nó nhanh. Thầy mong là sau này các con sẽ có những cái tổng kết đấy và rèn luyện các cái kỹ thuật này một cách thuần thục, thì chắc chắn các con sẽ cực kỳ nhanh trong việc tính toán. Mà khi các con tính toán nhanh ấy, thì nó có rất rất nhiều cái lợi. Nó không chỉ là để thể hiện là tôi tính nhanh đâu, không phải. Điều quan trọng là gì? Là trong đầu mình là các con sẽ tính toán những cái việc khác nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Các con tin thầy đi, là chắc chắn các bạn sẽ nhanh hơn. Thế thì không chỉ tính toán bằng con số đâu, mà nó sẽ làm cho cái bộ óc của chúng ta nó sắp xếp cách logic hơn và nhanh nhạy hơn. Hôm nay thầy phê bình bạn Trung Dũng. Trung Dũng đâu rồi? Bạn Trung Dũng đang chơi cái gì ấy hả Trung Dũng? Trung Dũng đâu? Hôm nay Trung Dũng có gì mà hưng phấn thế? Con cần phải tập trung hơn nhá. Khi con tập trung, con mới đủ lắng nghe. Đấy, thật là tập trung vào. Vì đến tí nữa, sau 30 phút nữa thầy có một cái buổi live stream. Thực ra là một cái bài học của lớp 5 cũng khá là hay. Cho nên là thầy sẽ live stream cái buổi học của lớp 5 để các bạn học sinh khác cùng học. Vì thế nên là bây giờ thầy sẽ tạm thời chia tay các con. Nếu như có bất cứ một câu hỏi gì thì các con sẽ comment cho thầy ở trên Classroom nhá. Các bạn học ở trong lớp sẽ comment cho thầy ở Classroom. Còn các bạn ở trên TikTok, Facebook và YouTube thì sẽ comment cho thầy Kiên ở trên các cái kênh mà các bạn có một số câu hỏi, thì nếu như mà thầy sẽ tranh thủ trả lời các bạn. Con chào thầy. Con chào thầy. Con chào thầy. Có bạn trả lời hỏi là số nào nhân với 10, 100, 1000 vân vân thì chỉ cần thêm số 0 đằng sau. Các số tự nhiên nha. Các số tự nhiên khi nhân với 10 một thì nhân với 10 thì ta viết số 0. Nhân với 100 viết hai số 0. Còn đối với số thập phân thì chúng ta phải dịch dấu phẩy chứ không được viết thêm số 0. Một câu hỏi tiếp theo. Có cô giáo hay nói với học sinh của mình là các cặp đôi hoàn hảo 5 và 2, 4 và 25, 8 và 125, đây là những cặp đôi hoàn hảo. Thầy Kiên thấy cái từ này rất rất là hay, chắc là chúng ta sẽ sử dụng cái từ này nhiều hơn nhỉ. Ta gọi các con chú ý nhé, hãy gọi 5, 2, đấy rồi 4, 25, 125 và 8 là những cặp đôi hoàn hảo. Đấy. Có một số bạn hỏi là thầy có dạy lớp 8, lớp 6 không? Thầy Kiên hiện nay chưa có lớp 8 và lớp 6, chỉ có các lớp 4, lớp 5 và lớp 9 thôi. Và một số bạn thì muốn hỏi về việc đăng ký lớp học. Đăng ký lớp học thì các bạn chắc là phải kiểm tra ở trên fanpage Toán Thầy Kiên ấy, thì inbox cho các bạn phụ trách lớp ấy, để xem là lịch học thế nào này,
thời gian nào thầy live stream các thứ cần đăng ký như thế nào thì các bạn sẽ inbox nhé, chi tiết. À. Thầy Kiên xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trên ở cái buổi live stream tiếp theo. Xin chào, chúc các con một buổi tối vui vẻ. Chào thầy. Chào thầy. Chào các con. Chào thầy. Này.